Rồi lên lại combo hot của tuần này nha. Coi sọ tại bờ bướm chống bông mái thường. Đây mình đang quay chống anh em nha. À này như đó đến ngày thứ hai, tức là ngày mai là ngày cuối cùng của chương trình khuyến mãi. Ngày đầu tiên lên là hết sạch anh em luôn, nhiều anh em mua không được thì ngày mai ngày cuối cùng anh em tranh thủ là mình mới lên lại một bài này khoảng 50 cặp. Thì combo chúng ta là 200k 3 cặp là combo cũ, và combo đặc biệt sẽ là nhích lên một xíu thôi 300k. Anh em được 5 cặp. Đó. 300k 5 cặp luôn anh em nha. Đây là trống nha. Ngày hôm qua mình có đăng một cái video thì tổng hợp rất là nhiều loại của chương trình khuyến mãi. Thì đây là loại hết đầu tiên. Hết đầu tiên, trong ngày đầu tiên luôn là hết sạch rồi. Anh em nào qua cũng chơi phát 300k, phát 300k, phát lớn 600k. Sạch bách luôn. Đây còn đây là máy anh em nha, body đồ form là cũng rất là dễ thương này. Hai trăm k ba cặp chơi combo lớn thì anh em sẽ được 300k năm cặp. Rồi coi sọt rip bomb tại bờ bướm anh em ơi. Thằng này sẽ sell mạnh trong combo này nha. Thì mình này quay cho anh em xem tay bơ trước, xong mình lên kèo cho anh em xem. Đó, tay bơ đảm nha, đa số tay bơ bướm hết. Rồi. Rồi đây wheel của sổ của ta tướng tá body rồi cũng khá là ủ anh em nha. Vây sắt phiên luôn. Đó. Vây sắt phiên đồ luôn nha. Thằng này sell leo cũ, level cũ là 300k 2 cặp. Anh em đặc biệt mua vào từng ngày thứ này mấy à? Thứ 7 ngày 10 tháng 10, lâu lâu một tháng một ngày đẹp chơi lớn với anh em luôn. Anh em nào giao dịch phát sinh từ ngày 10 tháng 10 cho đến thứ 2 của tuần sau là ngày 12, hết ngày 12. Chương trình khuyến mãi chúng ta là từ 10 đến ngày 12 tháng 10. Combo này là combo 300k được 2 cặp. Thì ngày hôm nay anh em sẽ được double lên là được tặng 1 cặp. Vậy là sẽ là 300k được 3 cặp luôn. Combo lớn của chúng ta là 600k. Bình thường là được 4 cặp, ngày hôm nay anh em được tặng full thêm 2 cặp là 6 cặp. Tặng luôn anh em một cặp nữa, 7 cặp luôn anh em ơi. 600k 7 cặp luôn. Combo nhỏ 300k 3 cặp, combo lớn 600k 7 cặp. Chỉ diễn ra vào ngày 10 ngày 12. Và đặc biệt anh em mua đơn hàng trên 500 được tặng thêm một cặp nữa. Là 600k được 8 cặp luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có đây là hàng tuyển thủ quốc gia. Bluetooth Bass Big Tie. Bổn đuôi cực khủng anh em thấy không ạ? Big Tie Bluetooth Bass là một trong những vòng mà rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện và đạt giải cao các thứ hạng những các cuộc thi. Đó, và đây là giá trị nó được nâng tầm rất lớn. Người ta đã thay đổi xu hướng về bộ đuôi nhiều hơn. Với một cái bộ đuôi khủng thì số điểm mang lại chúng ta cao hơn. Thì Bluetooth Big Tie là nó đạt chuẩn như vậy. Thì hàng này mình đang sell nha anh em. Sell mạnh luôn thì là combo của chúng ta là một cặp 500k, nay mình quất combo luôn 2 cặp 600. Và đợt này mình lên chỉ cần khoảng 7 8 cặp thôi nên sell đại cho nó nhanh đó mà, nhờ chống chỗ. 2 cặp 600 anh em nha. Số lượng có hạn. Rồi tiếp theo trước mặt anh em đây là dòng Dumbo Moses. Trời ơi, bổn này thì đánh giá của mình là lớp vảy rất là dày so với bổn đường trước.
Đó, cái phần vảy trên lưng đó anh em thấy không? Và đuôi là đuôi hấp muôn nha. Hoa văn nó rất là màu sắc, rất là hoa văn cái đuôi đó anh em thấy không? Rất là dày luôn. Rất là nhiều hoa văn. Đậm và sâu, chằng chịt với nhau. Hàng này mình đang sale cho anh em luôn combo 3 cặp là 200k và có đăng trên Shopee luôn. Phần vây đuôi và phần vây của nó cũng rất là tốt anh em nha. Tay bơi đậm màu. 200k cho 3 cặp. Màu sắc. Một trong những dòng rất khỏe dễ nuôi luôn. Đợt này lên khá nhiều mà, nhưng mà mình nãy mình quên mất mình thả bớt vào hồ rồi mới bớt ra để quay lại. Rất là khỏe nha. Tiếp theo chứng minh đây là Wheel Coil Short. Wow. Chống tơi bơi bướm máy gen. Rất đã luôn em ơi. Ôi, Wheel Coil này, hàng này thị trường giá cũng nhỉnh lắm nha, nhưng Bob Copy đang sale rất mạnh nha anh em. Wheel Coil Short hàng này combo đợt trước chúng ta là 200k cho 2 cặp đúng không anh em ạ? Khuyến mại đợt trước là 200k 2 cặp, đợt này mình sale mạnh một nhích một mạnh một phát cho anh em này. Wheel Coil Short nó rất dễ thương nha. Wheel Coil Short anh em lưu ý mình là chống ri bông nha. Rồi hàng này 200k 2 cặp, anh lên nhất cái nhẹ combo 300k sẽ được 4 cặp luôn. 300k cho 4 cặp Wheel Coil Short, đợt này chơi lớn đến thứ 2 thôi nha anh em. Ngày đẹp tháng đẹp chơi lớn đến thứ 2 thôi. Anh em nào mà hãy ưng ý lòng nào thì chốt trước thứ 2 giúp mình và có thêm phần quà tặng như video đầu clip mình đã báo. 300k cho combo 4 cặp. 300k 4 cặp luôn. Quá đẹp, quá dễ thương. Rồi sẵn đang chơi lớn mấy dòng sọt rồi, chơi tiếp luôn em ơi. Cô đen sọt. Wow, cô đen sọt. Chống ri bông tay bơi bướm. Máy gen. Bộ này đợt trước sale combo 200k 3 cặp ngay hôm nay. Nhích nhẹ một phát giống hồi nãy luôn anh em. Nhích nhẹ một phát 300k. 300k cho combo 5 cặp. 300k 5 cặp coi sọt luôn em ơi. Anh em mua combo cũ là 200k 3 cặp, nhích nhẹ một phát 300k 5 cặp luôn. Và đừng quên phần quà tặng của chúng ta là đơn hàng từ 300k là được tặng thêm cái gì anh em ạ? Full gold, banda, coi sọt. Vậy chi nếu anh em mua đơn hàng 300k coi sọt này anh em sẽ được bao nhiêu cặp ạ? 5 cộng 1. Khuyến mãi quá lớn luôn anh em ơi. Tiếp theo một dòng rất lâu rồi mới có lại anh em nha. Đặt này rip bông tay bờ bướm. Rồi đây là đặt này rip bông si tay bờ bướm anh em nha. Ồ, con máy vây si anh em nha. Còn chống cũng vậy luôn. Hàng hiếm nha anh em. Hàng này mình có 9 cặp duy nhất luôn. À, hàng độc quyền anh em nha. Đặt này rip bông xì. Rồi sale nhanh luôn, sale không cần combo cơm gì luôn, có 9 cặp à. Hàng này sale 50% luôn. 400k sale còn 200k một cặp luôn anh em. 200k một cặp luôn. Đặt này rip bông xì nha. Sale lẻ cho nên luôn 200k một cặp, hàng yếm. Ôi chết. Tiếp theo đây thì các fan nào yêu thích màu đen thì không thể bỏ lỡ dòng này. Đặt này đùi hắc un. Họ tướng táo body nhìn rất lực luôn anh em nha. Rất đẹp anh em ạ. À. Rất tươi luôn. Rồi hàng này kêu combo cũ 200k 3 cặp. Nay anh em nào mua hàng ngày 3 ngày cuối tuần này chốt luôn với anh em, tặng thêm một cặp luôn. 200k cho combo 4 cặp. 200k 4 cặp, đất này đẹp như mơ như video luôn. 200k 4 cặp anh em nha. Xin nhắc lại không nghe nhầm đâu, 200k cho 4 cặp đất này. Rồi tiếp theo đây lâu rồi mới về lại đồ bộ đâm bộ tái đẹp anh em nha. Tái bơ xanh đậm đẹp màu.
và rất là to nè anh em à. Đó, trời ơi, tay bơi mướt chưa từng có luôn, đứt dây và đậm màu nha anh em. Rồi hàng này em sale luôn 100k một cặp, combo chúng ta là 200k ba cặp luôn, rất đẹp nha, tay bơi xanh đậm màu rất đẹp anh em ơi, không lấy nét mới khó chịu chứ nhở. 200k combo ba cặp nha, tay bơi đen xanh chứ nhở, xanh không ảnh luôn. Đang quay một tay cũng khó vớt nó luôn nè. Đây, chờ tay bơi màu rất đã luôn. Hàng này trên Shopee mình có bán nha anh em. Đó, đã chưa. Hai trăm k combo ba cặp. Rồi, quá đã luôn. Rồi một con hàng cũng khá hot trong dạo gần đây là rồng xanh Indo Ribbon. Xanh Indo Ribbon anh em nha. Lời cũng được có vài cặp thôi anh em à. Đây quay sơ anh em đầu lên hồ sale cho nó rõ nha. Đó, xanh Indo Ribbon này mình sale luôn 200k một cặp, combo 2 cặp 350, sập sàn luôn, chỉ có 9 cặp cuối cùng. Ba trăm rưỡi hai cặp Sando Ribbon luôn, hàng hiếm nha. Đây là quay chúng mình đang nó hơi tối, đó ra ánh sáng rồi nè anh em, rất đẹp luôn nha anh em, rất mềm luôn, 200k một cặp, 350k hai cặp, có Ribbon luôn anh em à. Rồng Sando anh em muốn bắt chống thường hay chống Ribbon gì tùy thích nha, máy là máy Ribbon chắc chắn 100%, còn chống là tùy anh em thôi. Trời ơi, lớp vảy và hoa văn rất sáng con cá luôn, rất đẹp. Lại quay đây là đẹp rồi, lại để thùng gạch đen quá, tối quá, nhìn quá phê luôn em ơi. Trời ơi, nhìn đuôi nó kìa, trời ơi đã, quá đẹp, quá mềm luôn, giá này quá mềm rồi anh em. Trời ơi, quá đã luôn. Wow, phải không anh em, trước mặt chúng ta là đồng Dumbo Santa Ribbon anh em ơi. Đợt này lên bổng màu khá chuẩn và đẹp luôn. Lô này được trước lên khá nhiều anh em ưng và chốt rất là lẹ nên không đủ hàng. Đợt này chơi lớn luôn, lên thử 30 cặp coi anh em chơi lớn với mình không. Đợt trước chơi lớn anh em muốn hôn mạnh hay không có lý do, đợt này mình lại chơi nhỏ hơn đúng không. Combo chúng ta là 350k cho 2 cặp. Và combo lớn double lên là 700k, anh em được luôn 5 cặp. 700k 5 cặp, quá đẹp luôn nha. Đợt trước anh em hốt quá nhanh. Đó anh em là đợt trước mà mua hột thì đợt này có thể ưng quất tiếp nha. Còn đợt trước có thể mua rồi và thấy đẹp quá thì đợt này có thể là nhỉnh hơn một xíu đó, nên anh em mạnh tay chơi tiếp một đợt nữa. 350 2 cặp, 700k 5 cặp. Rồi trước mặt chúng ta là con hàng đẹp ngất ngay, bộ hàng tuyển Y Mosaic anh em ơi. Quá là đẹp luôn, hoa văn họa tiết đuôi cực kỳ to, bổng màu cực kỳ đều và đẹp luôn. Bộ này hàng tuyển sale luôn, sale 50% luôn. Cho anh em nào đã coi tới thời giờ phút này là xứng đáng sale rồi. 300k một cặp ngày hôm nay, trong vòng 2-3 ngày kế tiếp đến thứ hai, hết ngày thứ hai. 150k một cặp quay màu sắc, sale thẳng trực tiếp 50% luôn, không cần combo, không biết gì cả. 150k một cặp quay màu sắc, hàng tuyển đẹp như video này, chỉ duy nhất một bài này thôi.